Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký quyết định phê duyệt đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng cho đến năm 2030. Các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của đề án là tăng cường các điều kiện đảm bảo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số hoạt động dạy học kiểm tra, đánh giá và nghiên cứu khoa học, triển khai đồng bộ hệ thống thông tin quản lý giáo dục và đào tạo cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, đào tạo, bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên và người học. Thưa quý vị, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã gửi công văn tới Thủ tướng Chính phủ để kiến nghị một số giải pháp khôi phục du lịch quốc tế. Hiệp hội này cho rằng trong khi các nước xung quanh Việt Nam đều đưa các quy định đơn giản thông thoáng hơn để thu hút khách, thì Việt Nam với các quy định hiện nay sẽ càng khó khăn hơn trong việc thu hút khách du lịch. Để nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang gấp rút chuẩn bị nhanh chóng cho giai đoạn khôi phục, đưa du lịch trở lại vị trí của một ngành kinh tế hàng đầu thế giới, du lịch Việt Nam cần phải đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa các chính sách thông thoáng, cởi mở, thể hiện sự an toàn và mạnh mẽ của chế độ xã hội ưu việt của Việt Nam. Bên cạnh đó, cần tiếp tục khai thác lợi thế của tài nguyên du lịch thiên nhiên và văn hóa, đồng thời tăng cường chất lượng dịch vụ và ứng xử văn minh với khách du lịch, thể hiện bản sắc văn hóa, nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh giai đoạn từ 2014-2018 tại Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và 7 bệnh viện, gồm việc cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế trái quy định có dấu hiệu lợi ích nhóm ở vụ trang thiết bị và công trình y tế tại Bộ Y tế. Hồ sơ về hai gói đấu thầu tập trung năm 2017 tại Trung tâm Mua sắm Tập trung Quốc gia liên quan đến liên doanh công ty Uni Văn Lang. Hồ sơ việc thực hiện liên doanh liên kết đối với 11 máy liên doanh liên kết được đặt tại Bệnh viện Bạch Mai. Thông tin việc mua sắm robot hỗ trợ phẫu thuật sọ não tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Văn hóa Xã hội thành phố Hà Nội. Thông tin việc mua sắm thiết bị vật tư y tế liên quan hơn 10 gói thầu năm 2018-2019 tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Việc thực hiện gói thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống xạ trị của Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, việc đấu thầu mua sắm thiết bị đối với hai gói thầu cung cấp lắp đặt thiết bị xạ trị tại Bệnh viện Ca. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với các tổ chức cá nhân có sai phạm.